Nổi tiếng nhất không những cho cuộc truyền giáo mà cả cho nền văn hóa Việt Nam nữa là công lao sáng tạo ra chữ quốc ngữ và cho Đắc Lộ chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Thời chữ Đắc Lộ hán tự là chữ viết chính thức của quốc gia, đặc biệt trong các kỳ thi cho những người muốn bước vào con đường quan lại. Bên cạnh đó, người ta cũng sử dụng chữ nôm là một thứ chữ kết hợp giữa hán tự và tiếng Việt. Chữ nôm phát triển kể từ thế kỷ 15 sau khi Việt Nam hoàn toàn thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Hoa. Khởi đầu các nhà thừa sai cũng dùng chữ nôm để soạn sách giáo lý, cụ thể là vào năm 1620 ở Hội An, nhưng sách này đã không được in và đã bị thất lạc. Chữ Quốc ngữ là thứ tiếng Việt được ký âm bằng các mẫu tự Latinh, vốn hình thành ngay từ khởi đầu của cuộc truyền giáo. Các giáo sĩ thời đó trước hết dùng lối ký âm này để học tiếng Việt. Nhưng mẫu tự Latinh không đủ để diễn tả sáu thanh với sáu ý nghĩa khác nhau trong giọng nói của người Việt. Ngay từ năm 1622, cha Francisco de Pina đã dùng mẫu tự Latinh để phiên âm tiếng Việt. Các giáo sĩ khác đặc biệt là gaspar damaran và antonio barbosa dần dần phát triển trên căn bản đó tiếc rằng những cuốn sách đó đã bị thất lạc các thầy giảng đã giúp cha đắc lộ nhiều trong việc học và soạn sách bằng chữ quốc ngữ nhưng chính cha đắc lộ là người đã tổng hợp và hệ thống hóa công trình chung của những người đi trước có lẽ sai khi nói rằng cha đắc lộ là cha đẻ của chữ quốc ngữ nhưng không vì thế mà vai trò của Cha Đắc Lộ nhỏ đi. Việc quan trọng ở đây là phương pháp làm việc khoa học. Cha Đắc Lộ là người có công trong việc tổng hợp và hệ thống hóa các công trình ký âm khác nhau. Cuốn Từ Điển, Việt, Bổ La, cũng như cuốn Phép Giảng Tám Ngày, cả hai đều được ấn hành năm 1651 tại Roma. Đây là những công trình đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Mục đích việc ký âm chuyển ngữ này trước hết là do nhu cầu riêng của các giáo sĩ và các kỳ hữu. Không ai dám mảy may nghĩ rằng chữ viết ấy rồi đây sẽ trở thành chữ viết cho cả đất nước. Ngoài ra vẫn có các giáo sĩ khác, ví dụ như cha Majorica chẳng hạn, cha ấy vẫn dùng chữ nôm để viết sách đạo. Đầu tiên, chữ quốc ngữ được dùng trong nhà giữa các thừa sai và các thầy giảng. Chỉ sau khi Pháp đặt nền đô hộ, và nhất là sau năm 1930, chữ quốc ngữ mới trở thành thông dụng. Ưu điểm của chữ quốc ngữ là dễ học, sau đó trở thành cầu nối với văn hóa và ngôn ngữ châu Âu, đồng thời dần tạo nên nơi người Việt ý thức quốc gia ngăn cách với Trung Hoa trong thế kỷ 20. Như thế đã có nhiều động lực rất khác nhau và nhiều khi trái ngược nhau, góp phần vào tiến trình quốc ngữ hóa, thư chữ mà các nhà thừa sai và người dân Việt sáng tạo ra. Việc quốc gia hóa chữ quốc ngữ là do khuynh hướng của tầng lớp ưu tú của đất Việt trong suốt thế kỷ 20 với nhiều phe phái ý thức hệ khác nhau đã tạo nên và như thế, với vai trò không ngờ tới, cha đắc lộ đã thực hiện một cuộc sáng tạo về mặt hội nhập văn hóa. Cha đắc lộ đã kết hợp những yếu tố sẵn có nơi đất Việt với các yếu tố Tây phương để tạo cho Việt Nam một thực tại văn hóa mới. Sau khi cha đắc lộ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi đảng trong và đằng ngoài cũng không muốn sự có mặt của cha. Cha đã được bể trên ở Ma gọi về châu Âu vào cuối năm 1645. Lúc đó, nhiệm vụ của cha đắc lộ là báo cáo cho cha tổng quyền dòng tên tại Roma, báo cáo cho Đức Giáo Hoàng và các Hoàng đế Công giáo về công cuộc truyền giáo và tầm quan trọng của công cuộc ấy ở đảng trong và đảng ngoài trên đất Việt. Bên cạnh đó, cha đắc lộ vận động Roma cho thiết lập hàng giáo sĩ bản xứ, Giáo hội Việt Nam đang có một đội ngũ các thầy giảng với tinh thần sẵn sàng hy sinh và dấn thân, không thua gì các thừa sai. Nhưng bao lâu chưa có giám mục thì các thầy giảng không thể lãnh nhận thiên chức linh mục. Sau hành trình về Roma và về Pháp, cha Đắc Lộ tiếp tục được sai lên đường, nhưng là đi Ba Tư. Bài sai đi Ba Tư chứ không phải trở lại Việt Nam, đây hẳn là nỗi thất vọng lớn sau cùng trong cuộc đời của cha Đắc Lộ bởi lúc đó Roma đang nuôi hy vọng lớn và rõ là ảo tưởng về vương quốc của ông Hoàng Thần Thoại Ba Tư. Các hồng y trong bộ truyền giáo chia sẻ niềm lạc quan rằng, theo họ thì ngày gia nhập ký tố giáo của vua Ba Tư đã gần kề. Cha đắc lộ đến Ba Tư, trở thành trưởng sứ vụ lãnh đạo cộng đoàn. Cha hăng say lao vào địa bàn hoạt động mới, nhưng cha không còn thích ứng được với môi trường mới nữa. Về mặt ngôn ngữ thì tạm tạm, sau hai năm rưỡi với 64 tuổi đời, cha Đắc Lộ có thể dùng tiếng Ba Tư để giảng và giải tội. Rồi cha Đắc Lộ tìm cách truyền đạo cho người Hồi giáo nhưng đã ít thành công. Cha chỉ rửa tội được cho các trẻ em hấp hối trong một cơn dịch bệnh. Có lẽ cha Đắc Lộ vẫn còn mơ ước con đường từ Isfahan trở lại Việt Nam. Dù sao vào cuối đời, cha Đắc Lộ cũng cảm thấy mãn nguyện khi Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ Bảy cất nhắc các cha Panlu và De La Motte lên làm đại diện tông tòa vào năm 1658 và như thế ước mơ của cha cho đất Việt có giám mục đã thành tựu. Từ tháng 9 năm 1660, cha Đắc Lộ có triệu chứng đau dạ dày. Sau khi phải liệt giường, chẳng ăn uống được nữa. Sau khi nhận đủ các bi tích, cha Đắc Lộ đã ăn nghỉ vào chiều tối ngày mùng 5 tháng 11 năm 1660, hưởng thọ 67 tuổi trong đám tang cha đắc lộ tại nghĩa trang chung cho các Kitô tô hữu có đủ đại diện các dòng tu tại isfahan ngoài dòng tên còn có dòng âu tinh dòng anh em hèn mọn dòng cát minh và đông đảo các thương gia châu âu như anh pháp hà lan bồ đào nha nhờ tấm bia mộ được viết bằng chữ latin nên mộ của cha đắc lộ đã được tìm thấy vào năm 1959.